Xin kính chào quý vị và các bạn. Ngày hôm nay khi ra đường, chắc hẳn nhiều người dân miền Bắc đã phải suýt xoa bởi cái lạnh từ phương Bắc tràn về. Ngày từ sáng, trời chuyển nhiều mây hơn và có mưa, tập trung chính tại khu vực phía Đông Bắc Bộ. Đồng thời, mức nhiệt độ trên toàn vùng cũng đã giảm mạnh từ 7 đến 10 độ so với ngày hôm qua. Mức nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay tại hầu khắp khu vực đều chỉ phổ biến ở mức từ 17 cho đến 20 độ. Càng về chiều tối thì nhiệt độ càng hạ thấp và trời chuyển rét. Trong đêm nay và ngày mai, khối không khí lạnh sẽ tiếp tục tăng cường xuống nước ta. Thời tiết trên khu vực vì thế tiếp tục nhiều mây và có lúc có mưa. Nhiệt độ trong đêm nay tiếp tục giảm xuống, tại vùng núi chỉ còn ở ngưỡng từ 12 cho đến 15 độ. Trong khi đó, ở vùng đồng bằng, bao gồm cả thủ đô Hà Nội, nhiệt độ là từ 15 cho đến 18 độ, tiết trời khá rét. Sáng đến ngày mai, biên độ nhiệt tăng tương đối chậm, đến trưa chiều, nhiệt độ cao nhất cũng chỉ phổ biến ở mức từ 20 cho đến 23 độ. Riêng các tỉnh phía Tây Bắc Bộ, đặc biệt là khu vực Lai Châu, Điện Biên và Sơn La do nằm sâu hơn về phía Tây, lại được chắn bởi dãy Hoàng Liên Sơn cho nên tác động của không khí lạnh là không nhiều. Tại đây trời vẫn có nắng với mức nhiệt độ ở trong khoảng từ 29 cho đến 31 độ. Dự báo từ chủ nhật sang đầu tuần tới, khối không khí lạnh sẽ có cường độ ổn định dần và suy yếu nhưng tốc độ khá chậm. Vì thế nhiệt độ sẽ nhích nhẹ nhưng trời vẫn còn lạnh vào ban ngày và rét về đêm và sáng. Không khí lạnh cũng ảnh hưởng đến cả các tỉnh thành phía Bắc miền Trung, nhất là khu vực từ Thanh Hóa trở vào cho đến Quảng Bình. Tại đây trời cũng chuyển nhiều mây và có lúc có mưa, nên nhiệt độ tại khu vực này cũng giảm dần. Ban đêm nhiệt độ từ 19 cho đến 22 độ, còn mức nhiệt cao nhất ngày sẽ phổ biến trong khoảng từ 23 cho đến 26 độ. Trong khi đó, thời tiết các tỉnh từ Quảng Trị trở vào cho đến Bình Thuận vẫn khá ổn định. Mưa chỉ xảy ra ở một vài nơi, ban ngày trời nắng và nền nhiệt độ trưa chiều phổ biến trong khoảng từ 29 cho đến 32 độ. Thời tiết nhìn chung vẫn khá thuận lợi cho các hoạt động sinh hoạt thường nhật cũng như du lịch dã ngoại tại các bãi biển xinh đẹp nơi đây. Xa hơn về phía Nam, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục chịu sự chi phối của khối không khí biển khổng lồ ở các mực khí quyển trên cao. Vì thế, thời tiết tại đây tiếp tục duy trì trạng thái ít mưa. Ban ngày trời nắng nhiều và đây cũng là khu vực có nền nhiệt độ cao nhất trên cả nước. Tại Tây Nguyên, nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ 31 đến 33 độ. Trong khi đó ở Nam Bộ, nhiệt độ phổ biến ở mức từ 32 đến 34 độ. Riêng một số nơi ở Tây Nguyên như là Ayunpa của Gia Lai, Cát Tiên của Lâm Đồng và khu vực miền Đông Nam Bộ tiếp tục xuất hiện nắng nóng cục bộ với mức nhiệt độ sấp xỉ 35 độ. Trên biển, dưới tác động của không khí lạnh, đêm nay và sáng mai, ở vùng biển phía Bắc, khu vực Bắc Biển Đông, tiếp tục có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7. Ở khu vực phía Bắc Vịnh Bắc Bộ, gió mạnh cấp 5 và biển động. Sau đó, cường độ sẽ giảm dần, hầu hết đều ở mức cấp 5, thời tiết lại thuận lợi trở lại cho các hoạt động trên biển của bà con ngư dân. Trong khi đó, thời tiết khu vực Nam Biển Đông bao gồm cả huyện đảo Trường Sa, sóng gió ổn định hơn. Gió Đông Bắc có cường độ không quá mạnh, chỉ ở mức là cấp 4. Mưa ít, tầm nhìn thông thoáng, thuận lợi cho các hoạt động lưu thông của tàu thuyền. Như vậy là đêm nay và ngày mai, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ có mưa rào rải rác, nhiệt độ giảm thấp và trời rét. Trong khi các tỉnh phía Nam vẫn duy trì trạng thái nắng ráo, ít mưa, đặc biệt Nam Bộ xuất hiện nắng nóng nhiều nơi. Bản tin thời tiết tổng hợp tối 22 tháng 2 của kênh VTC14 xin được khép lại tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. We'll be right back.